ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1000. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không thể bao giờ kiểu chia cắt. Nhắc đến nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh là nhắc tới một vị tướng trận mạc gắn chặt với nhiều mốc son lịch sử dân tộc, luôn trở về cùng chiến thắng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chính thức công bố dự thảo luật lao động sửa đổi, trong đó có bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ trong năm. Nhật Bản và Canada khẳng định CPTPP mang lại lợi ích to lớn. Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vừa rồi là một số nội dung có trong bản tin ngày hôm nay, thứ hai, ngày 29 tháng 4. Nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, Ban Liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai tổ chức phiên chợ chiến khu. Phiên chợ nhằm tạo điều kiện gặp gỡ cho các cựu chiến binh, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Phiên chợ diễn ra đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2019 tại xã Trà Đa, thành phố Pleiku, Gia Lai. Thực đơn phiên chợ chiến khu xưa có khoảng 65 món ăn quen thuộc thời chiến được phục dựng như là măng rừng, ngô nướng, bí đỏ, cá suối, cơm nắm, canh rau tàu bay, lá nhút. Tại mỗi quầy hàng, các món ẩm thực giản dị được bày bán trên các kệ gỗ đơn sơ, mộc mạc, đậm chất thời chiến. Phiên chợ chiến khu xưa đã tái hiện thành công một phần cuộc sống của những thế hệ đi trước. Không những thế, đây còn là cách truyền tải thông điệp cho thế hệ trẻ hiểu rõ hơn và biết trân trọng những giá trị của nền độc lập dân tộc như ngày hôm nay. Phiên chợ chiến khu xưa là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng thế hệ trẻ tỉnh Gia Lai về với cội nguồn tiếp bước cha ông xây dựng đất nước phồn vinh giàu mạnh. Những ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc ta mang tầm quốc tế và thời đại. Chiến thắng đó đã mở ra kỷ nguyên mới đối với dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên của hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là một thực tế lịch sử không ai có thể bác bỏ. Khẳng định giá trị, ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc, chúng ta cũng đồng thời phê phán những sự xuyên tạc lịch sử về sự kiện này khi các thế lực thù địch chống đối luôn tìm cách hạ thấp, phủ nhận vai trò của quân đội, coi ngày 30 tháng 4 là ngày chia rẽ dân tộc. Đó là những thiên kiến lệch lạc, những ác ý thâm độc và cả những ngộ nhận mơ hồ trong sự nhìn nhận đánh giá sự thật lịch sử. Ngày 30 tầm Bắc là nồi da xáo thịt khiến nhiều người Việt Nam phải tha hương. Một cái nhìn sai lệch và xuyên tạc sự thật lịch sử. Người Việt Nam tiếp tục đấu tranh để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chống được quân Mỹ xâm lược, chứ không có cuộc nội chiến. Còn tất nhiên, Mỹ đã gây nên cuộc nồi da xáo thịt. Mỹ đã đào tạo, dùng tiền, dùng của, dùng sức mạnh, vũ khí của mình, biến một bộ phận người Việt Nam thành tay sai, chống lại tuyệt đại dân tộc Việt Nam, chống lại tuyệt đại đồng bào Việt Nam. Chính những cái đó mới là những kẻ gây những cảnh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn, chứ không phải là đây là dân tộc Việt Nam gây ra. Và chúng ta phải chỉ đích danh kẻ gây ra đó để cuộc Mỹ xâm lược. Chẳng những gieo rắc những suy nghĩ lệch lạc nhằm chia rẽ dân tộc, cho đến nay nhiều người vẫn tìm mọi thủ đoạn để hạ thấp vai trò của quân đội nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Họ lại nói cái chuyện á, quân đội miền Bắc vào xâm lược miền Nam. Trời ơi, sao mà nó nói như vậy được? Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, không thể bao giờ chịu chia cắt. Tư tưởng xuyên suốt của bác Hồ là như vậy. Thế thì tự hỏi các con người mà bây giờ đang chống đối quan điểm của chúng ta như thế này á, gia đình anh em
chị em ruột anh bị kẻ thù sát hại, anh có ngồi nhìn không? Thì những quân đội miền Nam, miền Bắc vào miền Nam với danh nghĩa là những người con của miền Bắc, của đội cùng với anh em ruột thịt miền Nam vào để cứu cái đồng bào mình, đồng đội đồng bào dân tộc mình khỏi cái sự sát hại. Cuộc đó thì chắc là không ai có thể phủ định được. Khi con tàu mang tên Thống Nhất cập bến Nhà Rồng, chở những người ly tán hai miền vì chiến tranh đoàn tụ, là lúc nước mắt hòa cùng niềm hạnh phúc trong tự do của cả dân tộc Việt Nam. Giây phút trùng phùng của hàng ngàn con người trên cầu cảng khi ấy là minh chứng mạnh mẽ nhất cho khát khao được thống nhất, non sông thu về một mối của tất cả người dân. Và ngay cả những người đã tha hương, họ cũng đã trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, tổ quốc. Cho đến nay thì chúng ta biết rằng cái số mà đi chạy theo Mỹ, cho họ không hiểu, sau 30 tháng 4 thì tuyệt đại bộ phận bây giờ người ta đã tìm lại về quê hương. Tóm lại, đi đâu thì đi, dân tộc Việt Nam là một, dòng máu Lạc Hồng là một, có sai lầm đi nữa bây giờ người ta về. Hàng năm vẫn còn nhiều những cuộc trở về như thế. Quê hương Việt Nam vẫn luôn dang rộng vòng tay chào đón những người con tha hương quay về. Chẳng đâu yêu thương, bao dung như ở chính gia đình, quê hương mình. Và những luận điệu kích động hận thù dân tộc mãi chỉ là những tiếng nói lạc lõng, không bao giờ có thể phủ nhận được những thành quả to lớn mà ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975 mang lại cho dân tộc Việt Nam. Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tiểu đoàn Tây Đô hy sinh ngày 21 tháng 5 năm 1966 được khánh thành ngày hôm qua. Nhà tưởng niệm được xây dựng tại xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Đây cũng là nơi cách đây 53 năm đã diễn ra cuộc chiến rất kiên cường và dũng cảm của các chiến sĩ tiểu đoàn Tây Đô với sư đoàn 9 của địch. Trong trận này, hơn 500 tên địch đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, 5 xe M113 bị bắn cháy và 7 trực thăng bị bắn rơi. Trong trận đấu kiên cường này, phía tiểu đoàn Tây Đô có 48 chiến sĩ anh dũng hy sinh. Việc xây dựng nhà bia tưởng niệm để ghi nhớ và là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Dịp này, Ban Liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn Tây Đô vận động trao tặng 20 phần quà cho gia đình chính sách và 4 căn nhà đồng đội cho cựu chiến binh Tây Đô có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng. Nhắc đến nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh là nhắc tới một vị tướng trận mạc gắn chặt với nhiều mốc son lịch sử dân tộc. Ông luôn có mặt ở những điểm nóng nhất và luôn trở về trong từng chiến thắng, từng chiến dịch được giao phó. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4 năm 1975, Trung tướng Lê Đức Anh ngoài vai trò phó tư lệnh còn được giao đảm trách chỉ huy và lãnh đạo trực tiếp cánh quân tiến công hướng Tây, Tây Nam Sài Gòn, một trong năm cánh quân của trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Nhiệm vụ của hướng tấn công này là hình thành thế trận vu hồi, đánh nhanh, quyết liệt, nhanh chóng chia cắt quân địch trên tuyến quốc lộ số 4 để quân địch ở Sài Gòn không thể co cụm xuống cố thủ ở miền Tây. Hướng này hết sức là khó chứ không phải vậy. Nó vừa phải tấn công vô sào huyệt của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đồng thời phải chặn đứng được cái quân của đồng bằng sang quân đi lên. Mà phải đi qua rất nhiều đầm lầy, sông suối, đưa cả một binh đoàn chủ lực phải tấn công và chiếm được những cái điểm mục tiêu quan trọng của thành phố. Ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn. Bộ Chỉ huy chiến dịch xác định, các cánh quân phải tổ chức các mũi thọc sâu, mũi đánh vòng ngoài kết hợp giữa chủ lực với bộ đội địa phương, với quần chúng nhân dân, đột phá liên tục, dồn dập cho đến toàn thắng. Qua cái tài chỉ huy rất là quyết đoán và sắc sảo, bắt đầu từ lập kế hoạch mà cho đến tất cả các cái tổ chức lực lượng mà cho đến cái chia lực lượng, thì ông đã có những cái bước rất là quan trọng như vậy và đưa đến cái thắng lợi của cái chiến dịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng Lê Đức Anh gắn với các chiến trường từ Bắc vào Nam.
Ông tham gia 9 năm kháng chiến chống Pháp, đi chiến trường miền Nam 11 năm, chỉ huy chiến trường Campuchia 7 năm, tham gia ổn định tình hình biên giới phía Bắc, đồng thời có mặt tại Trường Sa trong những ngày căng thẳng nhất. Về vấn đề phương thức tác chiến thì ông luôn hướng tới một cái tác chiến làm sao mà vào chọn vào cái điểm mà kẻ địch không ngờ nhất. Có chọn được như vậy thì hiệu suất chiến đấu mới cao, thắng lợi mình giành được lớn mà cái hy sinh tổn thất ít nhất có thể. Cuộc đời của Đại tướng Lê Đức Anh gắn với những bước ngoặt thăng trầm của lịch sử, của vận mệnh dân tộc. Tiếp theo trong bản tin, Quân đoàn 2 phòng chống nắng nóng cho bộ đội. Bộ đội biên phòng đứng chân trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên phối hợp tăng cường tuần tra, triển khai các biện pháp phòng chống, giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy rừng. Họp mặt gia đình chiến sĩ mới là hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan quân sự với đơn vị nhận quân, cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình trong việc quản lý, giáo dục và huấn luyện chiến sĩ mới. Buổi họp mặt vừa được Trung đoàn 890 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức. Đơn vị đã báo cáo kết quả học tập, rèn luyện và huấn luyện của các chiến sĩ từ khi vào môi trường quân ngũ. Các gia đình chiến sĩ mới thì vui mừng phấn khởi nhận thấy các con em mình đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, trưởng thành hơn. Năm 2019, Trung đoàn Bộ binh 890 tiếp nhận quản lý và huấn luyện chiến sĩ nhập ngũ của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Các chiến sĩ đều chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nội quy đơn vị, đảm bảo sức khỏe, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nền nhiệt thường xuyên tăng cao, những ngày qua, Quân đoàn 2 đã tích cực triển khai nhiều biện pháp giúp bộ đội phòng chống nắng nóng. Trên thao trường, ngoài sử dụng nước chanh đường cho bộ đội uống, chỉ huy các đơn vị còn tận dụng bóng mát của những hàng cây xung quanh để huấn luyện, giúp hạn chế say nắng, say nóng cho bộ đội. Tổ quân y túc trực sẵn sàng xử trí tình huống khi có trường hợp bị say nắng, say nóng. Đặc biệt, các đơn vị còn chủ động tăng cường định lượng rau xanh, canh chua, củ quả vào bữa ăn cho bộ đội. Để tránh hơi nóng của ban ngày, nhiều nội dung học tập chính trị được đơn vị điều chỉnh ưu tiên sinh hoạt vào buổi tối ngay sau giờ ăn cơm. Bên cạnh việc đảm bảo sức khỏe cho bộ đội trong thời tiết nắng nóng, tổ quân y của các đơn vị quân đoàn 2 còn trực tiếp xuống tận các thôn bản, khám bệnh, tư vấn, cách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đồng thời hướng dẫn bà con cách phòng chống dịch bệnh và nắng nóng cho đàn gia súc, gia cầm. Cháy rừng đang là nỗi lo của nhiều địa phương khi nền nhiệt độ tăng cao, thời tiết khô hạn kéo dài trong nhiều ngày. Hiện nay thì nhiều diện tích rừng trên cả nước đang ở mức báo động về nguy cơ cháy rừng. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, thời điểm này, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đứng chân trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, triển khai các biện pháp nhằm phòng chống, giảm thiểu những nguy cơ có thể xảy ra cháy rừng. Rừng phòng hộ vành đai biên giới của tỉnh Đắk Nông. Cách đây khoảng một tháng, khu vực này đã xảy ra cháy. Nguyên nhân là do người dân bất cẩn khi đi rừng. Mặc dù thiệt hại không lớn, nhưng để tránh nguy cơ cháy rừng có thể tiếp diễn, lực lượng bộ đội biên phòng trên địa bàn đã phối hợp với ban quản lý rừng dọn dẹp các cành, lá khô sau vụ cháy, đồng thời tăng cường tuần tra các vị trí có khả năng xảy ra cháy cao. Trong công tác tuần tra, giờ giấc thì mình bố trí thời gian cho đi hợp lý, bởi vì người dân người ta bao giờ người ta cũng để ý, người ta canh phòng mình không lên kế hoạch cụ thể được. Lên kế hoạch thì có nhưng mà nó không cố định. Nên là mình đi theo cái kinh nghiệm của mình để giảm bớt cái tình trạng người ta phá rừng và đốt nương rẫy để nó lan sang rừng tự nhiên. Tại khu vực các tỉnh Tây Nguyên, tình trạng người dân làm rẫy gần khu vực rừng vẫn còn khá phổ biến. Đáng chú ý, thời tiết khô hạn kéo dài tại một số khu vực biên giới thuộc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk luôn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Được giao phối hợp quản lý hơn 2.000 hecta rừng phòng hộ, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng IRV thời gian này đã tăng cường tuần tra phòng chống cháy rừng có thể xảy ra trong khu vực đơn vị quản lý. Thì do điều kiện là diện tích quản lý của đồn là rất rộng, cộng với khí hậu thời tiết trong mùa mưa,
mùa khô ở khu vực biên giới là hết sức khắc nghiệt. Chính vì vậy, cho nên mọi cán bộ chiến sĩ trong quá trình tuần tra thì phải thường xuyên nêu cao cái tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao. Khô hạn kéo dài nhiều tháng tại các tỉnh Tây Nguyên đã ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân và luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Sự chủ động tham gia của các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng vũ trang, sẽ góp phần gìn giữ, bảo vệ màu xanh của những cánh rừng. Tiếp tục hải trình thăm và giao lưu với Hải quân Indonesia, thủy thủ tàu buồm 286 Lê Quý Đôn cùng với những trang phục đặc biệt đã thực hiện một nghi lễ có từ lâu đời của những người đi biển, đó là lễ vượt đường xích đạo, Light Crossing Ceremony. Đây là một phong tục không thể thiếu của tất cả những thủy thủ, những người đi biển khi đi qua đường xích đạo, với niềm tin qua đường xích đạo được may mắn. Lễ vượt qua đường xích đạo trên biển có từ thời Pháp cổ, Bồ Đào Nha, Ý, được tổ chức chặt chẽ. Ngày nay, các thương thuyền và tàu hải quân của nhiều nước vẫn giữ lễ tục này mỗi khi vượt qua xích đạo. Với tàu buồm 286 Lê Quý Đôn, đây là lần thứ hai thực hiện nghi lễ này. Lần đầu tiên khi nhận tàu buồm từ Ba Lan, các thủy thủ Ba Lan đã cùng thủy thủ Việt Nam tái hiện nghi lễ truyền thống này. Xưởng X1 thuộc Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật có nhiệm vụ sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư, ngành tăng thiết giáp, tên lửa, khí tài đặc chủng, địa bàn từ quân khu 4 trở ra. Những năm gần đây, xưởng còn được giao bổ sung nhiều nhiệm vụ, vừa sửa chữa sản xuất vật tư kỹ thuật, vừa tổ chức lực lượng cơ động ở đơn vị và làm nhiệm vụ thường xuyên đột xuất khác. Để nâng cao chất lượng sửa chữa khí tài, khắc phục khó khăn về vật tư kỹ thuật, xưởng đã không ngừng đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trung bình mỗi năm, cán bộ nhân viên kỹ thuật của đơn vị hoàn thành từ 8 đến 10 sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt chất lượng tốt, tiêu biểu như thiết bị kiểm tra nhanh công suất đài thông tin R173M, van chuyên dùng tháo tang chống bánh xe thiết giáp DM2 hay giá thử KP21 của hệ thống bảo vệ chống vũ khí hủy diệt trên xe tăng. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật khi ứng dụng vào thực tiễn đã góp phần giúp xưởng nâng cao chất lượng sửa chữa khí tài tại xưởng cũng như cơ động đến các đơn vị. Gần 5 tấn lúa trên hecta vụ đông xuân năm nay là thành quả của dự án hướng dẫn đồng bào Rục làm lúa nước được thực hiện bởi cán bộ chiến sĩ đồn Cà Sèn thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, cánh đồng lúa nước Rục Làn rộng 10 hecta thuộc bản Mò Ô Ổ Ổ đã đem về sản lượng ngoài sức mong đợi. Được Bộ đội Biên phòng trợ giúp nhiệt tình với tinh thần mỗi chiến sĩ biên phòng giúp đỡ một hộ dân, 79 hộ đồng bào Rục ở nơi biên cương phía Tây tỉnh Quảng Bình đã không còn phải lo thiếu đói hay nhận cứu trợ như trước đây. Đồng bào Rục thường sinh sống ở vùng núi Đá Vôi, phía Tây tỉnh Quảng Bình. Bao nhiêu đời, đồng bào Rục sống dựa vào hang đá và tài nguyên rừng. Từ khi được sự vận động của Đảng, Nhà nước, đồng bào đã ra khỏi hang, định cư ở các thung lũng của dãy Trường Sơn. Các nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chính thức công bố dự thảo luật lao động sửa đổi, trong đó có bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ trong năm. Ngành giáo dục cần tự chủ trong việc tuyển giáo viên. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chính thức công bố dự thảo luật lao động sửa đổi để lấy ý kiến dư luận xã hội về nhiều vấn đề lớn như điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, điều chỉnh lịch nghỉ Tết âm lịch, điều chỉnh giờ làm việc và bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ trong năm. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ngày 27 tháng 7 hàng năm đã trở thành biểu tượng văn hóa dân tộc Việt Nam, biểu thị lòng tri ân, bày tỏ tình nghĩa sâu nặng của con cháu đối với người có công với đất nước và thể hiện truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam uống nước nhớ nguồn. Việc bổ sung ngày nghỉ lễ là việc điều chỉnh các ngày nghỉ lễ trong một năm cho hợp lý hơn, đặc biệt trong suốt khoảng thời gian 4 tháng, kể từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 1 tháng 9, hiện đang không có ngày nghỉ lễ nào. Việc chọn ngày 27 tháng 7 là ngày nghỉ lễ sẽ nâng tầm của ngày thương binh liệt sĩ với ý nghĩa tri ân tất cả những người có công với đất nước, với các bậc tiền bối, với cha mẹ, người sinh thành, nuôi dưỡng và tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam. Cùng với nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, các đơn vị quân khu 5 tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi nhằm giáo dục để bộ đội hiểu hơn về giá trị lịch sử của chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Tại Lữ đoàn Thông tin 575, đơn vị đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh quân khu 5 và Bảo tàng quân khu 5. Tại đây, bộ đội được giới thiệu về truyền thống đấu tranh cách mạng của quân dân khu 5. Không khí kỷ niệm ngày 30 tháng 4 cũng diễn ra sôi nổi ở các đơn vị.
Tiểu đoàn đặc công 409, Bộ Tham mưu, Sư đoàn Bộ binh 315, Sư đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 270 với nhiều hoạt động như thi tìm hiểu kiến thức lịch sử, văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao, các trò chơi vận động đậm chất lính như tải đạn lên trận địa, đua thuyền trên cạn được cán bộ chiến sĩ đơn vị hưởng ứng nhiệt tình. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 hàng năm, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh luôn tăng cao, đặc biệt là tại tuyến tham quan Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. Do đó, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai các giải pháp không để xảy ra ùn tắc tại các điểm tham quan. Chi hội tàu du lịch Hạ Long cũng đã phối hợp để tuyên truyền cho các thuyền trưởng, nhân viên làm việc trên các phương tiện chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, tuân thủ sự điều tiết, điều động của cơ quan chức năng trong quá trình vận chuyển khách trên Vịnh Hạ Long cũng như trên tuyến tham quan các xã đảo. Công an tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu trong suốt dịp nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát Đường Thủy phải duy trì các tổ công tác thường trực tại các khu vực trọng điểm trên Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long, chủ động xử lý các tình huống liên quan đến an toàn trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lượng du khách đổ về Khánh Hòa tăng cao. Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách đi lại tham quan du lịch trên tuyến biển đảo, hôm nay các lực lượng của Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra kiểm soát nhằm phát hiện xử lý các phương tiện hoạt động không đảm bảo an toàn, người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn, hành khách không mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy nội địa. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các đồn trạm biên phòng tổ chức quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra kiểm soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ tàu chở khách phải đầy đủ các trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, du khách đi trên phương tiện chấp hành và tuân thủ các quy định về công tác bảo đảm an toàn. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội tổ chức hoạt động phiên chợ vùng cao với chủ đề Sắc màu Lai Châu nhằm giới thiệu, quảng bá nét văn hóa của các đồng bào dân tộc đến với du khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh việc giới thiệu không gian văn hóa đặc trưng chợ phiên vùng cao Lai Châu, đồng bào các dân tộc tại đây còn giới thiệu nhiều sản vật đặc trưng của địa phương như thổ cẩm, nhạc cụ, đồ khô, rau củ quả tươi. Các nghề thủ công truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, làm nhạc cụ. Đặc biệt, nhân dịp này, dân tộc La Ha cũng giới thiệu nghi lễ Pang A, lễ cầu an, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghi lễ này được đồng bào dân tộc La Ha thực hiện hàng năm nhằm cầu cho mùa màng tốt tươi, cầu sức khỏe, may mắn cho dân làng, đồng thời tỏ lòng cảm tạ, tri ân, thần linh, các thầy lang đã có công bảo vệ dân bản. Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 928 ca mắc sởi, tăng gấp 15 lần so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ tính riêng trong tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2019, số ca mắc sởi trên địa bàn thành phố dao động từ 70 đến 80 ca một tuần, tuy nhiên chưa có trường hợp tử vong, trong đó có 235 trường hợp dưới 9 tháng tuổi và 283 trường hợp trên 15 tuổi. Đây là các trường hợp có nguy cơ cao với bệnh sởi vì chưa đến tuổi tiêm chủng, trẻ dưới 9 tháng hoặc người lớn trên 15 tuổi, thường có tỷ lệ tiêm vaccine phòng sởi thấp hơn độ tuổi từ 1 đến 15 tuổi. Theo nhận định, dịch bệnh sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, trong bối cảnh gia tăng chung của cả nước. Để chủ động phòng chống dịch bệnh sởi, ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động trong việc vệ sinh môi trường, khử khuẩn, nâng cao sức đề kháng của cơ thể, đồng thời đi tiêm chủng đầy đủ vaccine phòng sởi theo quy định. Theo ghi nhận từ những dịp nghỉ lễ, Tết gần đây, các đường dây nóng phản ánh về an toàn giao thông đã bị nguội hơn trước rất nhiều. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 2 ngày nghỉ lễ đầu tiên mới chỉ có hơn 10 cuộc điện thoại gọi về đường dây nóng phản ánh về tình trạng trật tự an toàn giao thông. Và đây rõ ràng là một nghịch lý khi tình trạng nhồi nhét khách, xe dù bến cóc diễn ra ngày càng nhiều. Theo nhiều chuyên gia thì việc người dân phản ánh ngày càng ít đi là do số điện thoại đường dây nóng quá nhiều và có gọi đến đường dây nóng thì việc xử lý cũng không được kịp thời. Một chiếc xe dù chạy từ bến xe Mỹ Đình đi Yên Bái, nhưng xe mới đi được nửa đường đã đuổi hết khách xuống và tăng ga bỏ chạy. Bị chặt chém với giá 250.000 đồng, gấp đôi lần ngày bình thường, lại bị bỏ lại khi chưa hoàn thành quãng đường. Nhưng thay vì gọi vào đường dây nóng để phản ánh, những hành khách này lại lên mạng xã hội để phản ánh. Cách làm này đang diễn ra khá phổ biến trong mỗi kỳ nghỉ lễ hiện nay của người dân. Là một trong những người trực tiếp phụ trách đường dây nóng, ông Đỗ Công Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết,
thông tin nhận được từ đường dây nóng phản ánh về an toàn giao thông. Việc xử lý qua nhiều khâu, mất thời gian và rất phức tạp. Ví dụ, hành khách phản ánh về tình trạng nhồi nhét khách, ông lại phải thông báo sang đường dây nóng của Cục Cảnh sát Giao thông để xử lý. Với cả việc xác minh thì thông qua cái phản ánh của người dân thì chúng tôi sẽ kiểm tra nhanh trên hệ thống giám sát hành trình để xác định xem là cái vị trí của cái phương tiện có trùng khớp với cả cái phản ánh của người dân hay không trước khi chúng tôi cung cấp lực lượng chức năng để đảm bảo cái thông tin nó được chính xác. Theo các cơ quan chức năng, trong 4 tháng đầu năm 2019, đường dây nóng phản ánh về trật tự an toàn giao thông nhận được hơn 600 thông tin từ phía người dân. Trong đó chủ yếu là những vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách như nhồi nhét khách, chở quá số người quy định, tăng giá vé. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp khá khó khăn trong việc xử lý phương tiện vi phạm. Cũng có hiện tượng là các nhà xe là cạnh tranh nhau, cũng đưa các cái thông tin thất thiệt, thì đấy là cũng rất khó khăn trong cái việc là đối chứng. Các chuyên gia giao thông cho rằng việc mỗi ngành một đường dây nóng khác nhau dẫn đến việc đùn đẩy trách nhiệm, và cho đến thời điểm này chúng ta đã quá chậm trễ cho việc thực hiện một hệ thống đường dây nóng với một số điện thoại duy nhất và duy trì một cách thường xuyên, liên tục. Đấy chỉ là tiếp nhận thông tin thôi, còn việc xử lý thông tin chắc chắn là chúng ta phải bàn kỹ để có một giải pháp nào đó, để có sự hỗ trợ của các lực chức năng. Rất nhiều người ta cảm thấy người ta cũng khó chịu bởi vì người ta nhắn tin cho tôi là cuối cùng là người ta là cũng chỉ là đánh bóng nhiều hơn là làm việc hiệu quả. Tại một quốc gia thông thường không có 1 đến 2 số điện thoại khẩn cấp mà khi mà cần để báo tin các vụ tai nạn va chạm là có thể báo được ngay. Công bố một cái số điện thoại rất đơn giản trên toàn quốc để làm sao người dân khi mà có cái sự cố tai nạn va chạm có thể liên hệ được ngay. Về lâu dài, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cần công bố một số điện thoại dễ thuộc, dễ nhớ, dán trên các phương tiện vận tải khách như một biện pháp cảnh báo và để người dân giám sát các nhà xe sẽ hiệu quả hơn. Với nhiều số đường dây nóng ở nhiều cơ quan khác nhau, rồi cuối cùng bao đường dây nóng lại thành nguội lạnh với người dân. Câu chuyện tuyển dụng giáo viên tại Hà Nội đang gây nhiều tranh cãi trong thời gian vừa qua, khi mà có rất nhiều giáo viên đang diện hợp đồng có nguy cơ sẽ không thể tiếp tục đứng trên bục giảng. Nhiều ý kiến cho rằng việc lo lắng của các thầy cô xuất phát từ việc ngành giáo dục sử dụng đội ngũ giáo viên nhưng lại không được trực tiếp tuyển dụng. Việc tuyển dụng giáo viên ở các địa phương đang giao cho Sở Nội vụ quản lý, còn Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ là cơ quan phối hợp chứ không phải là cơ quan tham mưu quyết định chính thức về chỉ tiêu. Vậy có nên giao quyền tự chủ trong tuyển dụng giáo viên hay không đang là câu hỏi được đặt ra. Cô Nguyễn Hương Trà là một giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền của trường Trung học cơ sở Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội. Chị còn là một trong 10 công dân tiêu biểu của thủ đô. Thế nhưng với hàng chục giấy khen, chứng nhận thành tích của trường, của huyện, của thành phố Hà Nội cũng không thể đảm bảo việc chị có thể tiếp tục đứng trên bục giảng được nữa hay không sau 20 năm cống hiến. Thanh xuân dồn hết cho ngành, cho nghề, cho sự nghiệp. Đến bây giờ thì nhận được một cái kết quả nó thật là đúng là nghe nó rất là cay đắng, xót xa. Ở chỗ là các đồng chí nói rằng là thi hay là thi trượt thì cũng cắt hợp đồng. Nhiều ý kiến cho rằng giáo dục dù luôn được coi là một trong những lĩnh vực đặc thù nhưng lại chưa từng có một cơ chế tuyển riêng với các tiêu chí đánh giá riêng. Bởi lẽ theo quy định hiện hành, tại hầu hết các địa phương, cơ quan chuyên môn là sở hay phòng giáo dục và đào tạo, không phải là đơn vị chủ trì, đầu mối về tuyển dụng giáo viên. Chính cơ chế tuyển dụng chưa cho phép ngành giáo dục tham gia sâu cũng lý giải vì sao trong nhiều kỳ tuyển dụng, kết quả thi tuyển không đánh giá sát năng lực của giáo viên. Thì ngành giáo dục lại không được trực tiếp tuyển dụng, mà cái việc mà tuyển dụng và sử dụng đội ngũ giáo viên từ cấp phổ thông trung học trở xuống là đã được phân cấp cho chính quyền địa phương. Và chính vì việc phân cấp như vậy thì chính quyền địa phương lại giao trách nhiệm cho ngành chuyên môn là ngành nội vụ tổ chức thi tuyển cũng như là sử dụng và đánh giá đội ngũ giáo viên. Chính vì vậy mà có những cái hình thức mà có thể nói là thi tuyển nó không phù hợp như chúng ta đang thấy và dư luận cũng đã phản ánh. Đồng quan điểm này, theo các chuyên gia giáo dục, điều 58 luật giáo dục có nêu, nhà trường có quyền tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục, tuyển dụng quản lý nhà giáo, cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên, điều 24 của luật viên chức lại quy định, đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức.
tuyển chọn giáo viên thì nó căn cứ vào cái mục đích, mục tiêu của nhà trường để chọn những giáo viên phù hợp với từng nhà trường. Và nếu nhà trường căn cứ vào mục tiêu đó mà anh trực tiếp kiểm tra, đánh giá, phỏng vấn, như vậy là chọn được những người phù hợp với yêu cầu của nhà trường. Giáo viên là nhân tố quan trọng của chất lượng giáo dục. Cho đến thời điểm này, các trường thuộc hệ thống dân lập đang tự tuyển dụng giáo viên cho mình và đã khẳng định được chỗ đứng trong ngành giáo dục. Tiếp theo trong phần tin quốc tế, các đảng cực hữu châu Âu phối hợp gây dựng lực lượng. Nhật Bản và Canada khẳng định CPTPP mang lại lợi ích to lớn. Trở lại với một diễn biến thời sự quốc tế nổi bật trong ngày, ngay sau chiến thắng của đảng cực hữu VOX trong cuộc tổng tuyển cử ở Tây Ban Nha, các đảng dân túy cực hữu khác ở châu Âu bày tỏ ý định cùng phối hợp để gây dựng lực lượng trong Nghị viện châu Âu, giành lại quyền lực từ các khối chính trị truyền thống. Đảng cực hữu mang tên Phong trào 5 sao M5S của Italia đang có kế hoạch kết hợp với những lực lượng chính trị có cùng chí hướng khác trên khắp châu Âu để tạo ra một thế lực mới trong Nghị viện châu Âu nhằm giành lấy quyền lực từ các đảng phái chính trị truyền thống. Đây là phát biểu ngày hôm nay của người lãnh đạo đảng này. Tôi không cho rằng những đảng phái truyền thống sẽ có khả năng đạt được đa số tuyệt đối trong Nghị viện châu Âu. Phát biểu tại một sự kiện chung diễn ra ở thủ đô Warsaw của Ba Lan giữa M5S và các đảng dân túy cực hữu, Kukas 15 của Ba Lan và Lá chắn sống của Croatia, chủ tịch đảng M5S cho rằng các đảng chính trị cả cánh tả và cánh hữu ở châu Âu đã trở nên lỗi thời và không có sự khác biệt rõ ràng nào giữa những đảng này. Các đảng truyền thống không còn sự tự chủ và không còn có thể theo đuổi những chính sách thắt lưng buộc bụng khiến cho nền dân chủ suy yếu trên toàn châu Âu. Họ cần đến những lực lượng chính trị khác và chính chúng ta sẽ có thể tạo nên sự khác biệt. Người đứng đầu phong trào 5 sao cho biết đảng của ông sẵn sàng phối hợp với bất cứ phong trào chính trị nào có thể đưa ra những đề xuất tốt cho châu Âu. Cũng trong sự kiện này, chủ tịch đảng cực hữu Kukas 15 của Ba Lan đưa ra tuyên bố đảng này sẽ không chấp nhận việc Liên minh châu Âu tiếp tục nằm trong sự kiểm soát của Ủy ban châu Âu EC. Người đại diện của Kukas 15 cho rằng EC trên thực tế chỉ phục vụ lợi ích của hai quốc gia là Pháp và Đức. Những phát biểu này được đưa ra ngay sau sự kiện đảng cực hữu VOX mới xuất hiện đã giành được 24 ghế trong quốc hội 350 ghế ở Tây Ban Nha, đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi nhà độc tài Francisco Franco qua đời vào năm 1975 có một đảng cực hữu xuất hiện và giành được số ghế đáng kể trong quốc hội. Những diễn biến này cho thấy phong trào dân túy cực hữu vẫn chưa hạ nhiệt, trái lại tiếp tục nổi lên mạnh mẽ ở châu Âu, đặt ra những thách thức lớn cho xã hội, các quốc gia châu Âu và con đường nhất thể hóa của châu lục này. Hôm qua, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe đang ở thăm Ottawa đã cùng hoan nghênh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP chính thức có hiệu lực từ đầu năm nay. Phát biểu trong cuộc họp báo chung, hai nhà lãnh đạo khẳng định CPTPP đã mang lại lợi ích to lớn cho công dân và doanh nghiệp các nước thành viên. Thủ tướng Trudeau khẳng định tiếp tục hướng đến thương mại tự do và cởi mở hơn, phụ thuộc vào những quy tắc mà tất cả chúng ta có thể nhất trí là điều mà chúng ta cần đến nhiều hơn trong thế giới hiện nay. Theo ông, thịt bò Canada xuất khẩu sang Nhật Bản đã tăng gấp 3 lần trong những tháng gần đây. Thủ tướng Canada khẳng định dẫn chứng này mang tính cụ thể và xác thực là sự tương phản, đồng thời nêu bật những lợi ích của việc các nước cùng nhau hợp tác và không bị kiềm hãm bởi chủ nghĩa bảo hộ. Về phần mình, Thủ tướng Abe cũng khẳng định CPTPP nên là một hình mẫu tiến lên. Cũng theo Thủ tướng Abe, hiện Canada và Nhật Bản đang tìm cách tăng số lượng thành viên CPTPP. Sau khi chính thức có hiệu lực, CPTPP đã gỡ bỏ rào cản thương mại giữa 11 nước tham gia ký kết, trong đó có Việt Nam và đại diện cho gần 500 triệu người tiêu dùng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ít nhất một người thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một vụ nổ súng gần nhà thờ Hội Thánh Baptist tại thành phố Baltimore, bang Maryland của Hoa Kỳ vào sáng sớm nay theo giờ Việt Nam. Cảnh sát cho biết mặc dù xảy ra gần một nhà thờ, nhưng những thông tin ban đầu cho thấy vụ tấn công không liên quan đến tôn giáo hay nhà thờ này. Thay vào đó, dường như kẻ tấn công nhắm vào nhóm người tham gia một bữa tiệc thịt nướng gần đó. Hiện chưa rõ các thông tin chi tiết như danh tính nghi phạm, đối tượng tên này nhắm đến là ai, cũng như động cơ vụ bạo lực. Chưa có vụ bắt giữ nào được tiến hành và cơ quan chức năng đang kêu gọi người dân hỗ trợ xác định danh tính nghi phạm. Cảnh sát cho biết sẽ tìm kiếm và thẩm vấn các nhân chứng có mặt tại hiện trường.
Cuộc bầu cử liên bang của Australia đang bước vào giai đoạn gay cấn khi liên minh hai đảng tự do quốc gia đang thu hẹp khoảng cách so với công đảng đối lập với tỷ lệ ủng hộ sít sao 49 và 51. Tỷ lệ hài lòng của cử tri đối với cá nhân lãnh đạo công đảng Ben Shorten vẫn tiếp tục gia tăng trước thềm cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 18 tháng 5 tới. Tối nay 29 tháng 4 theo giờ địa phương sẽ diễn ra buổi tranh luận trực tiếp lần đầu tiên giữa lãnh đạo các chính đảng lớn. Trước đó, các bên đã đưa ra nhiều cam kết vận động bầu cử. Tham dự một cuộc meeting vận động tranh cử ở thành phố Sydney ngày 28 tháng 4, Thủ tướng Scott Morrison của Liên minh Hai đảng Tự do và Quốc gia đã nhấn mạnh vấn đề nhập cư với cam kết hạn chế số người tị nạn đến Australia và ưu tiên những người tị nạn là nữ giới. Liên minh này cũng tuyên bố sẽ chi 156 triệu đô la Australia để bảo vệ Australia khỏi nguy cơ tấn công mạng. Trong khi đó, lãnh đạo công đảng đối lập Ben Shorten tiếp tục đưa ra những cam kết chi tiêu lên tới 6 tỷ đô la Australia để trợ cấp chi phí chăm sóc trẻ em, tăng lương cho các bảo mẫu và chăm sóc nha khoa miễn phí cho người hưu trí. Nhân hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko vừa có lễ hành hương tới ngôi đền Isejingu, địa điểm linh thiêng nhất trong tôn giáo Shinto của Nhật Bản. Hoạt động này nằm trong chuỗi nghi lễ trước khi Nhật hoàng thoái vị vào cuối tháng này, nhường ngôi thiên hoàng cho thái tử Naruhito. Tuần qua, Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko đã hành hương đến ngôi đền Isejingu, thành phố Ise, tỉnh Mie, miền Trung Nhật Bản. Nhật hoàng cùng hoàng hậu ở lại đền thiêng 3 ngày. Nhật hoàng mang theo thanh kiếm và viên ngọc đến ngôi đền Isejingu để sử dụng trong nghi lễ báo cáo với tổ tiên về sự thoái vị của ông. Hai vật phẩm này cùng với một chiếc gương cổ vốn là ba báu vật thiêng liêng của Nhật Bản và là biểu tượng của ngai vàng. Theo truyền thuyết, ngôi đền Isejingu có niên đại từ thế kỷ thứ 3, thờ nữ thần mặt trời Amaterasu. Nữ thần mặt trời đã trao một chiếc gương cho vị hoàng đế đầu tiên của đất nước. Chính vì vậy, ngôi đền này là địa điểm linh thiêng nhất trong tôn giáo Shinto của người Nhật Bản. Nhật hoàng Akihito, 85 tuổi, sẽ từ chức vào ngày 30 tháng 4 này, truyền ngôi cho thái tử Naruhito. Trong suốt những năm trị vì, Nhật hoàng Akihito đóng vai trò to lớn trong việc xây dựng lại hình ảnh của hoàng gia và hoàng đế sau Thế chiến thứ 2. Ông tích cực thúc đẩy hòa bình, phản đối chủ nghĩa dân tộc, bày tỏ hối hận sâu sắc về quá khứ của Nhật Bản và kêu gọi ghi nhớ lịch sử thay vì sửa đổi nó sai sự thật. Bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.